Yes. Hello Tùng, how do you feel today? Good. Okay. Did you have dinner? Yes. Yes. Okay, what did you eat? I eat fish. Fish? Okay. Meat. Meat, okay. Can I see your face? Okay, now, so, okay, Tung, okay, how about your day? I mean, what did you do today? You can speak English? I go to school and I learn. Okay. How do you go to school? Là sao? Không hiểu. Thế mình nói là mình không hiểu hay mình không biết thì mình nói là Tùng à? I don't know. I don't know. Okay. Thế là cô hỏi là thế đi đến trường bằng phương tiện gì? Thì bây giờ thì cô sẽ hỏi một câu là How do you go to school? I walk to school. Ah, you okay? You walk to school, okay. What time did you get up? I get up at 7 o'clock. Okay. Now we have only one homework. Okay. It is difficult. Yeah. Yes. Oh. What did we learn? What did we learn? We learned S and not S. Okay. Can you translate? Can you translate? What's that? Translate Vietnamese. No. Dịch cho cô là translate. Chúng ta học từ đấy nè. Cô nói nhiều quá. Translate. Dịch. À thì chúng ta học cấu trúc này, học là cấu trúc. Nó là cái gì? SS. Cấu trúc bằng nhau. À rồi, so sánh đúng không? So sánh bằng nhau, như nhau. Nào, thì cô có nhìn tất cả những câu Tùng làm rồi đúng không? Nào, thì when did you finish it? When did you finish? When did you finish your homework? Yes. When? Khi nào? When did you? I work in last night. Ah, okay. Last night. Okay. Okay. Now look at your homework again. And do you want to change your answer? Number one. As we. Ah, okay. Now, subject is I, đúng không? Thế I đi với gì nhỉ? To be. To be của I là gì? Am. Nào, đọc lại cho cô. Từ này là gì nhỉ? Am. Em. Okay, I am. I is không được cô. I is, oh, có khi nào cô dạy là I is không nhỉ? Chỉ có he với he is, hoặc là she is thôi. Chúng ta không bao giờ có I is, mà chỉ có I am. Được không? I am. I am. Rồi, I am làm sao? I am as told as we.
rồi. Nào thì đổi cho cô nào. We chúng ta đổi sang tân ngữ là gì? We có nghĩa là nào, hôm trước cô có từ thì nhật từ he này chuyển sang tân ngữ là gì nhỉ? Him. Chính xác, good job. She thì sao? She là her. Her, okay, her. What about we? We. Hình như cô chưa dạy. Hình như cô chưa dạy hả? Nào, thì bây giờ chúng ta có nhá. Chúng ta có we của mình, us. À, nếu như thằng we này, chúng ta sẽ nói được khi nó là gì nhỉ? Chủ ngữ. Còn thằng us nó là tân ngữ, được chưa? Khi nào nào thì bây giờ nhá, cô nói như này. Ví dụ nói là bố yêu chúng tôi, thì chúng tôi ở đây tức là ai? Tức là us, đúng không? Thì bây giờ nói bố yêu chúng tôi thì sẽ nói là my dad. Ok, yêu chúng tôi. Loves us, đúng không? Rồi, ok. Nào, đấy, nhớ cho cô nhá. Không bao giờ có we ở cuối câu mà chúng ta phải dùng tân ngữ ở cuối câu us. Rồi, we chuyển thành us. Ghi cho cô nhé, phải ghi cho cô ba cái thằng này lại để vừa ghi vừa nhớ. We thành us. We là chủ ngữ. Chủ ngữ. Mình vào là chủ ngữ. Rồi, cô sẽ chuyển sang tiếng Việt nghe cho dễ. We chuyển sang. Okay. Rồi. We là chủ ngữ us. Oh my god là tân ngữ nhá. Rồi cô ghi lại. We chuyển sang thành us. Us đây nhớ cho cô tân ngữ này. Us tân ngữ. Đúng thế. Us thì ta tiếng Việt là gì nhỉ? Chúng ta. Vậy we, thế còn we thì sao? Là chúng tôi. Chúng tôi. Chúng tớ, chúng ta có được không? Đúng. Đó, được. Chỉ có là cái vai trò của nó khác nhau thôi. Đứng khác nhau thôi. Là thằng we thì đứng ở đâu nhỉ? We thì đứng ở đầu. Còn us đứng ở cuối. À, một thằng ở đầu, một thằng ở đít, đúng không? Thế bây giờ cô có ghi cái cách như này đúng không? Nào, đây là đầu thì cô ghi đầu. Còn đây là us thì cô ghi đít. Đấy, thì nhớ we đầu, us đít. Đấy ạ. Được. Ok. Nào, thế bây giờ nhá. Cô vừa lấy ví dụ, một ví dụ. Tùng vừa lấy một ví dụ. My dad loves us, đúng không? Và Tùng chuyển cho cô nào. Tùng lấy thêm một ví dụ về us nào. They. They. Làm sao nữa? Bye. Something else. Okay. Now, can you translate it? Họ mua đồ của chúng tôi. Họ mua đồ của chúng tôi. Hay là, nào, họ mua đồ của chúng tôi, đúng không?
Thế thì bây giờ đồ của chúng tôi nào, cô hỏi đồ của chúng tôi có phải là sở hữu không? Mình sở hữu một cái gì đúng không? Của chúng tôi mà, đúng không? Thì đấy là sở hữu. Thế mình có dùng cái thằng này không nhỉ? Không. Không, đúng rồi. Mình phải sử dụng là tính từ sở hữu của chúng tôi cơ, đúng không? Our. Tôi cho đợi con tí đi. Ok. Quickly, quickly. Quickly ha. 30 giây, ok, cô đếm á. Oh, ok. Very fast, đúng không? Welcome back. Now. Ok. Tùng ơi, Tùng nhìn lại cho cô nào. Cô đã nói là us thì là cuối câu. Cứ lấy cho cô một ví dụ rất đơn giản thôi. Thay động từ và chủ ngữ cho cô thôi. Còn thằng Tân ngữ us để nguyên. Lấy cho cô một câu khác nào. Nhớ là us là tân ngữ nha. Ai? Ai go in? Ai gì? I am going. I ok. Go in. With us. À, nào. Thế câu hỏi này. Us dịch ra là chúng tôi, chúng tớ. Ai dịch ra là tớ. Thế thì us là bao gồm cả tớ rồi. Vì vậy nên ở đây chúng ta phải thay đổi chủ ngữ. Nào, us là bao gồm cả ai rồi nha. He, đúng nhé. He. Nào, động từ thì sao? He. He em hả? Is. Is. Ok, he is. Đó, đúng rồi, he is cơ mà, đúng không? Rồi, he is going làm sao? He is going with. Now, what is the tense? What is the tense? Thì gì đấy? Hiện tại tiếp diễn hay là tương lai? Hiện tại. Rồi, hiện tại đúng không? Ok, vậy cô sẽ giữ nguyên. He is going with us, được không? Exactly. Now, để mà cô... What? Nào, rồi, bây giờ cô sẽ... nhìn câu tiếp theo nhá. Nào, câu tiếp theo nào. Ai? Nào, Tùng đọc cho cô là ai gì đây? I am not as smart nào, as repeat. Him. Ok. Ai gì? I am. Đúng rồi, I am. Ok, I am là sao nhỉ? Not as smart. As him. Ok. Next. Number 3. I am tall. Này, I am rồi, ai gì đây? I am. I am làm sao nhỉ? Tall. Tall ha. Tạm thời cô ghi thế nhá. Tall nào. Different from her. À rồi, ok. Different, cô đừng quên nhé. Nào, bây giờ cô nhìn lại cấu trúc. Và bây giờ ghi lại cấu trúc cho cô về cái thằng different nhé. Chúng ta có chủ ngữ cộng với to be cộng với different và cộng với from và cộng với tân ngữ. Thì ở đây cô không có điền cái gì đằng sau đằng trước different cả. Chúng ta chỉ có to be thôi nhá. Được chưa? Nó không giống như thằng as trên mà nó chỉ có to be from thôi.
đúng không Tùng nhỉ? Nào bây giờ ví dụ nhá, ví dụ cái bút của tôi thì khác so với cái bút của bạn đúng không? À, trường học của tôi khác so với trường học của bạn. À, đấy, vậy bây giờ chủ yếu là Tùng hãy thay đổi chủ ngữ và tân ngữ thôi, còn chúng ta là động từ to be chia theo chủ ngữ và different from gì nhỉ? Giữ nguyên đúng không? Nào, are you eating? No. Are you hungry? Are you hungry? No. Okay, come on, tell me. Now, make one example. She is different from tall. Gì nhỉ? Again. Different tall. À, nào, tân ngữ của cô nào? Tân ngữ thô là gì? He. Tính từ. À, tân ngữ là he hả? Tân ngữ là gì? Nào, chúng ta có từ nãy giờ có he, có she, có we rồi. Tí nữa cô sẽ cho thêm. Nào, tân ngữ của he nào? Là gì? Dạy cho mà. Him, đúng rồi. Đấy, from him. Đúng rồi, thì bây giờ nhá, lấy cho cô một ví dụ khác là cái bút, cái quyển sách của cô ấy khác cái quyển sách của anh ấy. Nào, bây giờ mình nói là quyển sách của cô ấy. Nào bây giờ nhá, tính từ sở hữu. Nào bây giờ, she của cô ấy thì là vẫn là gì? Her, đúng rồi. Thế còn he của anh ấy nào? Tính từ sở hữu nhá. Him đấy là tân ngữ. Tính từ sở hữu là gì nhá? Có s. His. Đúng rồi. Exactly his nhá. Được chưa? Đây là của cô ấy, của anh ấy nhá. Rồi bây giờ lấy cho cô một ví dụ nào. Cặp sách, no. Cái quyển sách của cô ấy thì khác cái quyển sách của anh ấy. Nào nói là như nào nhỉ? Khó nhỉ? Nào, quyển sách của cô ấy thì trong tiếng Anh sẽ là quyển sách của cô ấy là tiếng Việt thì trong tiếng Anh sẽ là của cô ấy quyển sách thì trong tiếng Anh sẽ phải đúng không? Của cô ấy quyển sách. Cô dạy rồi mà, tiếng Anh tiếng Việt thì chúng ta phải lộn đảo thứ tự của nhau đúng không? Wow. Quyển sách của cô ấy. Của cô ấy quyển sách. Đứng đầu chắc chắn phải là chủ ngữ ở hôm. Ừ, nào. Trước khi cái gì thì chúng ta phải nào, của cô ấy quyển sách nào. Nào, tính từ sở hữu của cô ấy quyển sách. Của cô ấy quyển sách. Ờ. Đúng của vẫn. Nào, hơ là gì? Nào bây giờ nhá, what is your name? My name is Thanh Tùng. Hey, my name là cái gì? Tên của tôi. Đúng không? Yes. Thế bây giờ quyển sách của tôi. My book. À, con biết rồi, là her book đúng không? Đúng rồi, her book mà. Her book. Rồi, làm sao nữa? Her book, cô đọc lại câu tiếng Việt đi cô. À, quyển sách của cô ấy thì khác quyển sách của anh ấy. Her book is different from him.
À rồi, nào. Quyển sách của anh ấy thì nói như là đây. Của anh ấy nào. Quyển sách của anh ấy ạ. His book. Ừ, rồi. Chữ book của cô sẽ đóng mở ngoặc bởi vì chúng ta đang nhắc đến là một quyển sách, một đối tượng chung, được chưa? Ví dụ nhá, cô nói ví dụ cô nói hai loại bút khác nhau. Hai loại bút khác nhau. Nhưng mà nó đều là cùng là bút, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần nhắc bút lại một lần thôi. Chúng ta chỉ cần nhắc bút một lần thôi. Giống như đây, người ta đang so sánh hai quyển sách, một là của anh ấy và một là của cô ấy, đúng không? Đúng không nhỉ? Thì chúng ta chỉ nói là chúng ta chỉ biết là hai quyển sách này khác nhau, đúng không? Nhưng mà chúng ta đều nói về sách, đúng không nhỉ? Đúng nhỉ? Ừ. Ok, vậy là his ở đây nếu như cô không ghi đầy đủ là his book thì mình cũng hiểu his là có nghĩa là sách của anh ấy nhá. Ờ, rồi. Hà nào mùa đông khác, tối ngủ chắc ngon lắm nhỉ? Now what time do you go to the bed? Đúng. What time do you go to the bed? 12. 12, okay. It is too late. Yes. Yes. What do you do before sleeping? What do you do before sleeping? I read a book. Okay. Can I know the name of book? It's Doraemon. It's Doraemon, okay. Now, if I want to say, now, Tùng, what else? Can you tell me, quyển sách của tôi thì, nào bây giờ có quyển sách của cô ấy nhá, đúng không? Wow. Ừ. Vâng. Come on. Ok. Bây giờ hãy ghi cho cô ví dụ và công thức đã. Nào. Ghi cho cô ví dụ công thức. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ví dụ công thức. Hôm nay chắc là cô sẽ cho về nói tiếng Anh ha. Nhá. Ok. Yeah. Đó. Ok, công thức này để so sánh khác nhau. Ôi dồi ôi hả? Nào, cái này viết công thức và lấy ví dụ cái này nhá. Đây là ví dụ. Yeah. Nhớ là từ book sẽ cho vào đóng bằng ngoặc. Finish. Okay, finished. Next. Nào, bây giờ ghi cho cô những cái thằng này vào. Nào, của cô ấy, của anh ấy. Bây giờ Tùng chưa nhớ hết được tất cả các cái tính từ sở hữu và trạng từ, đúng không? Tại sao cô nói cho đây là trạng từ? Nếu như ở trong câu này thì cái từ he của cô với từ him á, thì him đây là trạng từ nhá. Được rồi. Ghi như này cho cô để nhớ này. Him.
Như đây là lần thứ hai cô nhờ cô nhắc Tùng ghi đúng không? Lần thứ hai á. Nha. Chạm từ nhá. Rồi ghi cho cô như này, đợi cô ghi xong cái này xong mình chép. Và Tùng chép xong, hôm nay Tùng đã về, Tùng chụp lại phần vở nhá. Chụp lại phần vở hôm nay, bài hôm nay viết nhá. Chạm từ này, trên làm sao? Tính từ sở hữu. Là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu. Nào, nếu như cô ghi thế này. Rồi, ghi xong đã. Nhưng mà thế hay hay hơn đều có nghĩa là chặng từ của cô ấy à? Đúng thế. Với lại từ cái sở hữu. Chính xác, cũng có nghĩa là như thế. Bây giờ Tùng Hoãn ghi cái này cho cô đã xong rồi. Xong rồi cô sẽ giải thích. Nhớ là cái phần mở ngoặc đây cô chấm chấm, tức là nó giống như ở bên trên nhá. Tính từ sở hữu và him ở bên dưới chính là trạng từ. Chấm chấm tức là giống như ở bên trên của mình. Có nào ghi nào, ghi nào, đây là truyền cho cô là tính từ sở hữu này. Nào cứ có tính từ sở hữu thì chúng ta dịch là của. Nào ví dụ Mai nhá, là của tôi đúng không? Ừ. Viết xong đoạn trên đã. Nào, thì bây giờ câu hỏi we chuyển sang tính từ sở hữu là gì? We chuyển sang tính từ sở hữu là us. Us. Really? Nào, nếu mà chúng ta, nào dịch ra tiếng Việt trước cho cô nào. Chúng ta, đúng không? Chuyển sang tính từ sở hữu. Từ từ, chúng ta chuyển sang tính từ sở hữu thì tiếng Việt chúng ta sẽ nói là gì? Của. Của gì? Của chúng tôi. Đúng rồi. Cứ có tính từ sở hữu, nó mang tính chất là tính từ sở hữu thì chúng ta phải là của nha. Được chưa? Là hơi của chúng tôi nè. Trong tiếng Anh là gì? Our. Đúng không? Nào, thế còn trạng từ nào? À, cô xin lỗi chưa rồi. Cô xin lỗi, tân ngữ. Vừa nãy cô viết nhầm nhá. Tân ngữ nhá. I'm sorry. Chính xác, us. Sửa cho cô chỗ tân ngữ này chưa? Rồi. Đây lấy cho cô một ví dụ nhá. Sửa lấy cho cô một ví dụ này. Trường của chúng tôi thì khác so với trường của họ. À, trường của chúng tôi thì khác so với trường của anh ấy nào. Nào. Our school. How many schools? Different from. But how many schools? One. Only one. So, to be now. Is or are? Is. Yeah, is. Is different from
Ừ, đúng rồi. Không sao nữa. Trường của tôi. À, trường của anh ấy nè. Sorry. Him school. À, trường của anh ấy. Chúng ta đang sử dụng tính từ sở hữu hay là tân ngữ nhỉ? Vào. Có chữ của thì phải là gì? Đúng rồi, đúng rồi. Thế cơ mà Tùng. Đúng không? Nào. Viết cho cô. À, con đã. Để cho cô một ví dụ khác nào. Her school. No. Her book. No, not her book. Bây giờ một từ khác. Bạn của cô ấy nào. Her friend. Can you spell friend? FRIENDS. Cái gì ạ cô? Bạn của cô ấy gì ạ? Ừ, bạn của cô ấy khác bạn của tôi. Friend from his. Bạn của tôi nào? À quên. My friend. À rồi đó. Ra vấn đề. Rồi bây giờ có tự tin đạt được các câu về so sánh khác nhau này không? Tùng tự tin đạt không? Yes or no? Nào. Ok. Bây giờ đến dạng câu. Nào. Đặt một câu về so sánh ngang bằng nhá. Một câu ngang bằng này. Tôi thì nhanh nhẹn như anh ấy. Ú, làm sao con? Cứ dài dài ấy. Ừ, chính xác, nó dài dài. À, dài dài hả? Dài. À, à, chỗ cô có xe đi qua nên con nghe tiếng đó. Nào, bây giờ Tường lấy cho cô nào. Như nào nhỉ? Ví dụ. Ví dụ về so sánh AS nào. Tôi thì nhanh như anh ấy nào. Tôi nhanh bằng anh ấy. Ai? Ừ, đấy. Am. Lại am. I am. Ừ. Em fast. I am as him. Ok. Him đúng không? Thế tôi muốn nhìn thấy là trong cấu trúc so sánh ngang bằng này thì chúng ta sử dụng thì ấy, tân gì? Tân ngữ. Thế còn cấu trúc different from thì chúng ta sử dụng cái gì? Nhiều. Yes. Nhỉ? Tính từ sở hữu cộng với một danh. Cộng với một danh từ. Do you want to play a game? Yes. Yes, okay. No, we not play game. We will do exercise. No. Please. Play games. No. Bởi vì chúng ta chưa làm xong bài nên chúng ta không thể play game được. Nào Tùng nào. Can you read for me? My hometown has a lot of definitely. Okay. Now, but
Now look at the box. Do you understand? Now can you read? What is this? Friendly. Now friendly. 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 What is the meaning of friendly? Bạn tốt. Bạn tốt hả? Ừ, ok. Có nghĩa thân thiện tốt bụng đúng không? Rồi, thì bây giờ nói là Tùng thân thiện như là cô ấy. Nói như nào? Tùng is friendly as her. Ừ, đúng rồi. Thì thiếu một chữ as của cô. Tùng is as friendly as her. Right? Ok. Nào, tiếp nào. What is this? As quick as. Ừ. Again. Chữ này đọc là gì nhỉ? Yeah. Quiet. 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 Okay, one more time. Quiet. 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 Okay, what about this? What is the meaning of quiet? Okay, yeah. Don't make noise, keep quiet, right? No. Next. Yes, what is this? Noise. Don't make noise. Don't. Yeah, don't make noise. Okay, next. What about this one? As narrow as. Okay, now again, repeat after me. Narrow. As narrow. Narrow. Okay. Narrow. What is what is the meaning of narrow? Wait. Có nghĩa là hẹp. Hẹp, hẹp đúng rồi. Một con phố hẹp, đường hẹp, đúng không? Đó, hẹp hẹp hẹp. Rồi, okay. Neighborhood, neighborhood. Neighborhood. What is the meaning of neighborhood? It's a vùng lân cận. Rồi, ok. What is the meaning of hometown? Hometown đấy. Hometown. Hometown có nghĩa là nhà chung cư. Nhà chung cư à? Con đang ở chung cư nên là con gọi nhà chung cư à? Hometown có nghĩa là home, có nghĩa là nhà, town có nghĩa là thị trấn. Khi chúng ta ghép vào thành với nhau thì nó có nghĩa là quê hương. Được chưa? Yeah. Người ta hỏi là Tùng là where is your hometown? Thì Tùng sẽ trả lời là my hometown is. My hometown, hometown is. Ở đâu? Where? Where? Where is your hometown? No, speak not right. Don't write. Speak up. Now, hometown. Where is your hometown? My hometown in 165 Hotel. Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Tỉnh trước. Nếu như chúng ta nói ở thủ đô thì chúng ta nói oh my god, what is this? Tùng ơi. Nào, về đọc cho cô nào. Bài này không xong là phải về nhà đọc và ghi âm á. Dạ. Yeah. My hometown has changed a lot. Changed a lot. It's definitely. Definitely. Okay, definitely. Not. Different from. Do you think it is different from? It's not. Yes. Thì bây giờ con như thế là it was before. Nào cái it này nó là cái gì? It này có phải là cái hometown của mình không? Có. Ừ. Nào, đáp án nhá. Đáp án nào, your answer. Different from. The same as. Different from. Nào, different from nó cộng với một gì? Tân ngữ thôi, nhưng mà đây là một gì đây? Một tí, một mệnh đề rồi.
Được chưa? Nên nó phải là the same as, so sánh. Nếu như có different thì chúng ta có from, nhưng đây không có. Đúng không? Yeah. Now, next. Now continue. Now. It's not. Yes. It's not friendly as it was while ago. Well, friendly là thân thiện. Bạn tốt. Bạn tốt. cái phần tức là vùng gọi là gì nhỉ? Quê Tùng ngày xưa là dữ dằn hơn so với bây giờ hả? Chúng ta còn nói thế không? Không. Chúng ta phải nói như nào nhỉ? Một là rỗng, hai là nào, chúng ta có các từ để miêu tả. Nào, một the là same yên as. Tĩnh. The same as. Ừ. The same as. Yes. As quiet as. As quiet as. Nào, chỗ này nó gọi là quiet. Quiet. Ok nhá. Cô sẽ để bài này Tùng về nhà làm. Với một bài này, viết đáp án ra, sau đó ghi âm cho cô nhá. Ừ. Nào. Nào, nào, stop typing. Nào, stop typing. What is your favorite word today? My favorite word is quiet. Quiet. Okay, keep quiet, right? When you make noise, I asked you for keeping quiet. Okay, don't make noise in my class. Quiet. Okay. Any question? Nào, về nhà nhá, làm bài này cho cô. Và bài này nó không hề khó, nhưng mà con phải dựa vào gì? Dựa vào từ đứng trước và từ đứng sau. Ví dụ câu này ví dụ câu này là một câu mẫu. Cô nhớ nhá, là chúng ta có as. As tính từ cộng với as thì nó là một tính từ chứ không phải một mệnh đề, và phải dịch nữa. Đúng không? Ừ. Yep. Nào. Now, say something. Bye bye. Chưa hỏi cô mà đã bye bye rồi. Any question? No. No. Nào, cuối tuần sau mới học. Về nhà hãy làm bài tập và phải ghi âm cho cô nhá. Được không? Can you do it? Yes. Yes. Why? Yes. I mean, today you are very tired. Yes. Why? 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 Because Là sao nhỉ? Cô chưa nghe rõ lý do. Lý do là gì? No sleep to lớp sleep à rồi. Tức là hôm nay không đi học nhưng mà vẫn cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay con hôm nay không được ngủ trưa. À, hôm nay không được ngủ trưa nên là mệt đúng không? Rồi, ok. Nào, tiết học của chúng ta chỉ kéo dài 4-5 phút thôi, nên là Tùng phải học tập trung, không thì là tí nữa là Tùng lại không nhớ những gì cô dạy đâu. Được không? Nhá, yeah. Rồi, hôm sau cô cho chơi trò chơi. Nhưng mà phải làm bài tập. Được không? Can you do it? Ok, đó, keep quiet. Ok. Good night now. Sao. Nghĩa là gì? Là con số gì? Con số gì cơ?
Nào, goodbye. Nào, từ khác không 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 chúc cô ngủ ngon gì à? Goodbye, rồi lại see you next time đã chúc ngủ ngon đâu. Goodbye and good night. Từ khác. Từ khác nào rồi? Biết nữa. Mình không biết nữa hả? Ừ, ok. Sweet dream. Sweet dream. Now, speak up. Ok, good night. See you next time. Bye bye.